Hello, em xin chào, tôi là các bác nha. Trong clip này thì Minh Vũ còn duy nhất một cặp loa QSC. Sau này thì không cần quảng cáo nhiều nữa rồi, chất âm nó quá là hay. Đó, các bác nghe. Quay trực tiếp điện thoại luôn nhá. Hay lắm các bác. Các bác nghe qua điện thoại đấy nhá. Nghe qua điện thoại mà khi quay điện thoại thì nó cũng hạn chế cái chất âm rất là nhiều. Còn nghe thực tế thì nó hay hơn. Cực kỳ là hay các bác. Các bác nghe ở đến trên điện thoại nó chỉ được khoảng tầm 3 đến 40% thôi. Em đang ghép con đẩy 4 kênh nhưng mà chỉ đánh có 2 quả thôi nhá. Cặp loa này thì đang test cho bác khách ở Tiên Yên Quảng Ninh. Còn một cặp nữa. Cặp cuối cùng. Nói chung là loa thì đẹp. Đấy, từ mặt e căng cho vỏ thùng rồi bên trong zin nguyên bản các bác nhá. Dòng loa QC thì nó được cả tiếng tiếng nhạc lẫn tiếng mic rất là hay. Tiếp đánh tanh tách luôn. Đây là nhạc không lời các bác nhé. Làm tí nhạc có lời đi xem nào. Có anh rất gần mà chợt như rất xa. Nghe như kiểu ca sĩ ấy, người ta đứng ngay trước mặt mình. Một lần đánh mất con tim. Ngày đi qua đêm vời vợi, vắng anh mất rồi thì đời có mấy khi vui, cách xa mất rồi chẳng còn được nghe anh nói cười. Với em ước mơ chỉ là bé nhỏ đơn sơ. Ngày mai hay lắm các bạn. Em còn mấy bộ mic dòng 5S thương hiệu của Mỹ. Và tay thì là dòng tay titan các bác nhá. Còn tay cũ của nó là cái màu sơn nó màu khác. Đây là em đã thay vỏ titan của bên trong, ruột gan các thứ đẹp như mới, côn zin hết. Còn mấy bộ em cũng gọi là bán giao lưu cho các bác 2.500.000 các bác nhá. 2.500.000 một bộ. Trong này thì có cảm biến tự ngắt gia tốc đầy đủ hết. 1 2 6 7. Tiếng mic con này cũng rất là hay các bác nhé. Anh em nào có nhu cầu muốn sở hữu cho mình những dòng mic cao cấp, con này thì mới người ta bán rất là cao, hình như là hơn chục triệu một bộ đúng không? Hơn triệu bộ rất là mặn nhá. Đấy, em còn mấy bộ, 3 bộ. Loa thì 8.500.000 một cặp các bác nhé. Anh em nào có nhu cầu muốn sở hữu những dòng loa QSC hàng xịn. Con này thì em đã giới thiệu trong những clip trước rồi. Nó sử dụng bát neo như kiểu con Nexo ấy. Đấy. Có thông số ở trên hãng luôn. Anh em muốn chi tiết xem thông số thì truy cập vào trên hãng. Xem model của nó là L82H các bác nhé. Đây là số điện thoại của Minh Vũ. Rồi em xin chào tới các bác nhé.